ngày xưa, đó là câu mà tôi luôn bắt đầu, đêm nào cũng vậy, để tôi cùng mình vào hơi ấm của những giấc mơ quyến rũ. Ngày xưa, mỗi lần giặc ngoại bang tràn vào, xâm lược quê hương đáng thương của chúng ta, bọn chúng đã bị tăng đoàn tinh nhuệ nhất đánh cho tan tác hết lần này đến lần khác. Nhưng cứ hỏi những ai đã ra trận, ngay khi tận mắt nhìn thấy chiến tranh, thì bình an trong lòng cũng chết theo. Đại tướng Long đã có lệnh, đào ngũ là xử tử. Đừng nói với em là anh chưa bao giờ nghĩ tới một gia đình. Anh không cho phép mình nghĩ tới những cái điều mà không thấy có được. Vợ còn yêu không? Thầy đạo sẽ không ở đây lâu đâu. Phụng sự đất nước nặng nề lắm. Long đại tướng nói quá đúng. Chỉ cần bám theo mày và tìm ra được con đàn bà đó, tụi tao sẽ xử tử mày ngay tại đây. Bây giờ chuyện giết người thì quá dễ dàng rồi thôi. Chỉ tới khi con tự tha thứ cho mình trước, không thì con đường phía trước vẫn còn dài vô tận. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng phải ở sát bên thầy đạo. Long đang ở đây. Em không muốn chạy trốn nữa. Em không phải là em 9 năm như trước nào. Nó sẽ giết em. Tìm em thật là khó. Hôm nay mày sẽ chết.